thấy người sao rồi? Anh ổn rồi. Anh chưa khỏe hẳn đâu, anh còn yếu lắm. Anh muốn về thăm bé Thiền. Hiện tại bé Thiền với Trinh đều ổn rồi. Ở bên đó đang có một người tên Thức chăm lo cho họ. Anh cần phải về. Anh đừng làm vậy nữa, anh còn đang yếu lắm. Anh chịu nổi. Anh chịu nổi, nhưng mà em không chịu nổi. Anh biết là em thương anh mà, người mù cũng thấy điều đó. Nhưng mà em chỉ cần anh biết điều đó thôi. Anh biết. Giờ anh còn gia đình nữa. Cảm ơn em. Xin lỗi em. Thật sự là em không muốn là người thứ ba. Nhưng mà vợ anh á đang im ấm bên tình mới. À không, tình cũ mới đúng. Nhưng gia đình thì mãi là gia đình.